Xin chào tất cả các bạn. Thật ra VFX có rất nhiều ứng dụng. Nó không chỉ để lưu trữ tín hiệu video. Vừa rồi tôi đã giới thiệu về một ứng dụng của VFX dùng để ghi data, thu thập và lưu trữ tín hiệu analog từ các cảm biến công nghiệp. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu thêm một ứng dụng khác của VFX nữa, đó chính là ADAT. Thì đây là một đầu cầm 8 cắt thường dùng để làm nhạc trong các studio. ADAT được viết tắt của Analog Digital Audio Tape. Thì công nghệ này được phát triển bởi hãng Analog và được ra mắt vào năm 1991. Vào thời điểm đó, Analog là một công ty tương đối nhỏ và nó được biết đến với các thiết bị tạo vang kỹ thuật số. Thì trong các studio, để sản xuất ra một bài nhạc, người ta cần phải dùng đến một thiết bị được gọi là Multi-Track Recorder, hay còn gọi là máy ghi âm đa kênh. Thay vì những thiết bị ghi âm thông thường chỉ có thể ghi và phát được hai kênh âm thanh, thì những đầu Multi-Track có thể ghi được nhiều kênh hơn. Thì trong một bài nhạc, mỗi âm thanh của một nhạc cụ sẽ được ghi vào một kênh, hay còn gọi là một track. Tùy vào mức độ phức tạp của phối âm bài hát mà số lượng nhạc cụ có thể dao động từ vài đến vài chục thiết bị như là piano, violon, kèn, trống, sáo, harmonica và guitar v.v. Số lượng track của các máy ghi cũng đa dạng, dao động từ 4 track, 8 track, 16 track, 24 track và 48 track. Về quy trình edit nhạc, trong lúc phát các track hiện hữu thì chúng ta có thể ghi thêm âm thanh của các nhạc cụ khác vào các track tiếp theo. Quy trình này cứ được lặp đi lặp lại đến khi hoàn thành được bài nhạc. Thường thì các thiết bị multi-track khi phát lại sẽ được dùng chung với một bộ mixer để hòa âm, dùng để chỉnh âm lượng và ba lăng cho các nhạc cụ. Tùy vào yêu cầu của nhà sản xuất âm nhạc, mỗi bài hát sẽ có mỗi cách hòa âm riêng. Lúc này nhiều track trong băng sẽ được hòa làm hai kênh trái phải và được ghi vào một bản master. Để làm ra một bài nhạc hoàn chỉnh, một đoạn băng multi-track có thể phải được ghi và phát trộn kênh ghi đè rất nhiều lần. Chính vì vậy, yêu cầu của các máy multi-track là phải có chất lượng ghi và phát cực kỳ tốt để không làm suy giảm chất lượng âm nhạc sau mỗi lần ghi đè. Thì đa phần các máy multi-track trong các studio chuyên nghiệp là dạng đắt tiền và sử dụng băng cố để ghi tín hiệu. Số lượng track càng nhiều thì là băng sẽ càng to, chất lượng của máy càng cao thì băng sẽ chạy càng nhanh, máy càng phức tạp, đắt tiền. Chẳng hạn như là Studer A820 và 48 track có giá lên đến là 150.000 đô. Đối với các studio nhỏ hoặc là ở gia đình thì dùng các máy multi-track ít kênh, một số loại chỉ sử dụng băng cassette có 4 track rất dễ sử dụng. Thì ADAT là một máy multi-track, nó có thể ghi và phát được 8 track audio. Điều đặc biệt là nó sử dụng phương pháp ghi âm kỹ thuật số và sử dụng băng SVS làm phương tiện lưu trữ tín hiệu. Nhiều máy ADAT có thể ghép đồng bộ với nhau để cung cấp nhiều track hơn. Do sử dụng công nghệ kỹ thuật số cho nên là máy cung cấp chất lượng ghi âm cực kỳ tốt, đáp ứng tần số từ 20Hz cho đến 20kHz và tương đương như là CD vậy. Ngoài ra nó sử dụng băng SVS thông dụng, dễ mua, giá rẻ. Thì cũng chính vì hai điều này, ADAT cung cấp cho người dùng tính năng ghi âm kỹ thuật số cực kỳ tốt với giá thành phải chăng. Vào thời điểm năm 1992, một máy ADAT 8 track có giá chỉ 3.995 đô. Người dùng có thể tạo ra những bài nhạc chất lượng cao tại nhà mà không cần đến các thiết bị đắt tiền như ở các studio chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà ADAT nhanh chóng được biết đến như là một định dạng ghi băng multi-track chuyên nghiệp phổ biến nhất thế giới. Model ADAT đời đầu được gọi là Blackface, máy này là ghi âm kỹ thuật số 16-bit hay còn gọi là ADAT tiếp 1. Đời sau thì có thêm loại 20-bit chẳng hạn như là XT20, LX20 và M20 và được gọi là tiếp 2. Tất cả các máy này đều dùng băng SVS để lưu trữ tín hiệu. Ngoài ra sau này còn có thêm các máy ADAT dùng ổ cứng. Có thể nói rằng ADAT tiên phong trong việc ghi băng multi-track kỹ thuật số. Thì sau này các hãng khác đã cải tiến và cho ra các định dạng khác dùng băng nhỏ gọn hơn, chẳng hạn như là Tascam DA78 và DA98 dùng băng 8 ly. Và sau đó chính là DAT. DAT là một định dạng ghi âm kỹ thuật số rất thông dụng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về hai model ADAT của Analog rất thông dụng, đó chính là loại Blackface đời đầu và XT20. Có thể nói Blackface là một model đời đầu của ADAT. Model này là một model rất nổi tiếng, rất thông dụng trong giới làm nhạc. Phần mặt trước của máy được làm hoàn toàn là màu đen, chính vì vậy mà mới có tên gọi là Blackface. Đây chính là cửa nạp băng, dùng băng SVS. Đây chính là màn hình, dùng để chỉ thị mức âm lượng của 8 kênh. Chúng ta có thể là ghi và phát 8 kênh một lúc. Ở đây có 8 cột dùng để chỉ thị mức âm lượng của từng kênh. Và ở dưới mỗi cột này sẽ có bút nhấn, hay còn gọi là nút cho phép ghi băng. Khi mà chúng ta nhấn vào, đèn đỏ chớp nháy như thế này là chúng ta có thể ghi. Còn nếu chúng ta tắt đi thì là máy sẽ không ghi kênh đó, chỉ phát lại mà thôi. Còn đây chính là các phím để vận hành thao tác băng cơ bản.
Ở dưới đây chính là nút play, stop hay nút tua băng. Đây là chính là nút ghi băng, nút eject. Và đây là một số các nút dùng để làm nhạc ha, locate, auto play. Và đây chính là các nút dùng để chọn input, format, digital in và hai nút dùng để chỉnh pitch. Còn máy phía trên này đó chính là model XT20. Máy này thuộc dạng là tip 2. Máy này có độ phân giải là 20 bit, rất tốt so với lại Blackface. Đây chính là màn hình dùng để chỉ thị mức âm lượng và hiển thị các mode hoạt động của máy. Ở đây sử dụng đèn VFD rất đẹp, rất nhiều màu sắc. Cũng giống như model Blackface thì ở dưới đây sẽ có 8 nút cho phép ghi băng từ kênh 1 đến kênh 8. Về cơ bản thì máy XT20 này sẽ có nhiều chức năng hơn máy Blackface. Máy này có rất nhiều phím locate. Ngoài ra cũng có là nó hai nút dùng để chỉnh pitch, rồi rất nhiều phím nữa, rất nhiều chức năng. Đây chính là khu vực phía sau của các máy. Máy trên là máy XT20 và máy dưới là máy Blackface. Đây chính là cái jack cắm in out của máy Blackface. Hàng trên này đó chính là input và hàng dưới là output. Mỗi hàng này sẽ có 8 kênh tương ứng với lại 8 nhạc cụ và ở đây sử dụng jack 3.5 ly. Mỗi jack này sẽ được nối vào các nhạc cụ khác nhau, chẳng hạn như là organ điện, guitar điện, guitar bass, trống điện, vân vân. Ở phía dưới này sẽ được nối vào bộ mixer. Ở đây chính là hai jack cắm đồng bộ nè, rồi jack cắm master. Ở đây chính là hai jack cắm dùng để nối vào pedal. Ngoài cái jack cắm in 3.5 ra, ở đây còn có cái jack cắm nhiều chân theo chuẩn của Alesis cho 8 kênh input và output. Ở đây sử dụng dạng chuẩn ba lăng, có cộng trừ và mát. Ngoài ra ở đây còn có hai jack cắm audio kỹ thuật số dạng cáp quang. Ở đây chính là cái jack cắm in out của máy XT20. Ở máy này thì sử dụng jack hoa sen dễ dùng hơn. Dạng trên này chính là input và dạng dưới là output. Mỗi hàng cũng có 8 kênh. Và máy này cũng có hai jack đồng bộ, hai jack dùng để nối với pedal và dạng cáp quang kỹ thuật số. Đây chính là một cuốn băng ADAT. Thì về cơ bản băng ADAT này cũng chính là băng SVS mà thôi. Tuy nhiên nó không dùng để lưu trữ tín hiệu video mà nó sử dụng riêng cho máy ADAT chuyên dùng để ghi âm thanh audio kỹ thuật số. Để tránh hiện tượng người dùng nhầm lẫn với băng hình thì họ đã chuyển sang ký hiệu là ADAT. Tuy nhiên chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng được băng SVS thông thường ha. Chúng ta nên ghi nhãn cẩn thận để tránh nhầm lẫn. Máy ADAT này chạy với tốc độ khá cao, thường là bằng 3 lần tốc độ VFS tiêu chuẩn, cho nên là một cuốn băng như vậy, một cuốn băng SVFS 120 phút, thì nó nếu mà chạy với tốc độ ADAT thì nó chỉ ghi được 42 phút mà thôi. Tức là nó chạy nhanh gấp 3 lần tốc độ của VFS tiêu chuẩn. Đây chính là bên trong của máy. Phần bên phải này đó chính là dàn cơ và bên trái này đó chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Tuy Alesis đã nghiên cứu và phát triển ra ADAT nhưng mà phần dàn cơ này là mua lại của Orion và Emerson. Dàn cơ này chạy cũng khá bền. Đây chính là phần trống từ của máy. Trên trống từ này sẽ có 4 từ bao gồm là 2 từ ghi và 2 từ phát. Máy này có sử dụng công nghệ Re-read, tức là khi đang ghi băng thì là hai mép tự phát sẽ đọc tín hiệu cũ hiện hữu trên băng. Các tín hiệu cũ trên băng này sẽ được đưa đến mạch điện xử lý tín hiệu kỹ thuật số cộng chung với tín hiệu ngõ vào, sau đó ghi cả chuỗi dữ liệu mới vào băng bằng hai mép tự ghi. Chi tiết về công nghệ Re-read mời các bạn tham khảo lại clip mà tôi đã giới thiệu về công nghệ Confidence, tôi sẽ để link ở phần mô tả. Phía trên của trống từ có một mạch điện nhỏ, đây chính là mạch khuếch đại ghi. Tín hiệu kỹ thuật số từ mạch xử lý sẽ được đưa đến mạch này. Mạch này sẽ khuếch đại và đưa đến hai mép tự ghi. Còn hai mép tự phát thì sẽ truyền tín hiệu qua dây dẫn phía dưới. Đây chính là motor cấp tăng, motor for loading của hộp băng. Đây chính là trục cấp tăng để kéo băng. Đây chính là đầu từ dùng để đọc time code. Đây chính là hai reel cuốn băng và XLR trung gian. Đặc biệt đối với ADAT không có đầu từ xóa toàn bộ, mà thay vào đó dữ liệu sẽ được ghi đè và cập nhật liên tục thông qua hai mép từ trên trống từ.
Phần mạch điện phía sau này đó chính là mạch dùng để khuếch đại in-out. Ở đây sử dụng ốc em loại TL084. Tấm mạch điện vuông góc với dạng cơ đó chính là mạch biến đổi ADC và DAC. Tấm mạch này có tác dụng là biến đổi tín hiệu analog sang tín hiệu kỹ thuật số và tín hiệu kỹ thuật số sang tín hiệu analog. Đây chính là tấm mạch điện xử lý chính của máy. Ở đây có các chip điều khiển hệ thống, chip điều khiển sạc vô, các IC lái động cơ. Ở đây có hai chip dùng để xử lý tín hiệu kỹ thuật số chính của máy, đó chính là chip chuyên dụng của hãng Alesis. Đây chính là một dạng FPGA. Vào thời điểm sản xuất của máy này thì FPGA này cũng khá là đắt tiền. Tuy nhiên Alesis cũng đã đầu tư hệ thống và máy vi tính nạp chương trình để lập trình cho các chip này. Bên cạnh chip xử lý này còn có RAM dùng để lưu trữ tín hiệu tạm thời. Máy này sử dụng rất nhiều linh kiện loại dáng. Đây chính là phía dưới của máy. Máy này sử dụng nguồn xung với công suất cao. Ngõ vào của nó là autovolt từ 90 đến 250V AC. Điện AC trước khi đi vào bộ nguồn sẽ được lọc nhiễu thông qua linh kiện này. Ở mặt dưới này chúng ta có thể thấy rằng chip DAC của máy đó chính là chip BCM1700P. Ngoài ra còn có thêm một vài IC Hybrid của Alesis nữa. Đây chính là phía dưới của dàn cơ của Audion. Dàn cổ này sử dụng motor cấp stang DC kéo bánh đà thông qua dây cora. Đây chính là motor reel cuốn băng. Đây chính là hai phanh băng. Đây chính là motor locking. Motor locking này sẽ ăn khớp với cam. Cam này sẽ ăn khớp với hai càng locking để dàn băng lên trong từ. Đây chính là bên trong của máy XT20. Ở đây cũng có dàn cơ và tấm mạch điện dùng để xử lý tín hiệu. Dàn cơ này cũng hoàn toàn giống với dàn cơ của máy Blackface. Tuy nhiên đây là hệ thống 20 bit cho nên là mạch điện này sẽ được thiết kế lại. Đây chính là mạch khuếch đại in-out, xử lý ADC và DAC và trên đây sử dụng toàn linh kiện dán. Đây chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu kỹ thuật số chính của máy. Tuy là hệ thống 20 bit nhưng mà mạch điện này có vẻ đơn giản hơn so với lại máy Blackface 16 bit. Nguyên nhân đó chính là do công nghệ luôn phát triển. Vào thời điểm sản xuất của máy này thì là công nghệ chip đã phát triển hơn cho nên là các chip chúng ta thấy là tích hợp rất nhỏ gọn. Các chip của máy này tuy nhỏ gọn hơn chip FPGA của máy Blackface đời đầu, tuy nhiên về phần cứng của nó bên trong sẽ phức tạp hơn và tốc độ tính toán của nó sẽ nhanh hơn. Do là hệ thống 20 bit cho nên là ở đây sẽ tăng cường thêm bộ nhớ RAM. Một số bác khi mới tiếp cận với ADAS thì thường sẽ gặp những vấn đề sau đây. Bây giờ tôi sẽ cho một cuốn băng vào. Khi cho băng vào thì máy sẽ chạy một khoảng để kiểm tra tín hiệu trong băng. Và khi chạy xong, đối với những băng thông thường thì máy sẽ hiện thông tin như vậy và viết tắt chữ là No Good Thumb Code. Hoặc đối với một số băng mà khi chưa có tín hiệu thì là máy sẽ hiển thị rằng No F0, viết tắt của No Format. Khi máy hiển thị lỗi như vậy thì chúng ta không thể ghi tín hiệu vào băng. Cho dù ở mode ghi nhưng mà máy sẽ chớp đèn. Khi chúng ta tua băng lại thì là cũng sẽ không có tín hiệu gì cả. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra. Đối với những bác nào mới chơi về ADAS thì chúng ta sẽ cần lưu ý hai điều. Thứ nhất là phải dùng băng SVS, chất lượng sẽ tốt nhất, không được dùng băng VS thường. Lưu ý thứ hai đó chính là format. Vậy thì format là gì? Nó cũng giống như ổ đĩa mềm của máy vi tính vậy. Khi một cuốn băng VS cho vào máy này thì chúng ta cần phải format. Format tức là máy sẽ ghi một dạng chuỗi data thông tin có sẵn vào băng.
Sau khi quá trình format hoàn tất thì cuốn băng SVS sẽ trở thành băng ADAT thì chúng ta mới có thể tiến hành ghi và phát âm thanh được. Việc format này chỉ yêu cầu làm đúng một lần duy nhất cái băng đầu mà thôi. Sau khi format xong thì chúng ta có thể ghi đè và phát lại nhiều lần mà không cần tiến hành format lại lần thứ hai. Thì đây chính là một cuốn băng SVS thông thường chuyên dùng để ghi video chưa được format thành định dạng ADAT. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành format. Bây giờ tôi sẽ cho băng vào. Đầu tiên thì tua băng về vị trí 0, chúng ta sẽ tiến hành format từ 0 đến hết cuốn băng và không được dừng giữa chừng. Để tiến hành format, tôi sẽ nhấn nút format. Lúc này những đèn đỏ sẽ sáng lên. Sau đó bấm nút record và play đồng thời. Lúc này băng bắt đầu chạy và đồng hồ sẽ hiển thị là lit, lit tức là đoạn đầu của cuốn băng. Sau khi đoạn lit đã xong thì máy sẽ hiển thị chữ data. Trong khoảng thời gian này, máy sẽ ghi một cái lượng data vào khoảng đầu của băng. Và khoảng thời gian ghi data này là 2 phút. Sau khi 2 phút ghi data xong thì máy sẽ tiến hành ghi time code. Time code sẽ được tính từ 0. Chúng ta thấy rằng tốc độ băng chạy khá nhanh nè, bằng 3 lần tốc độ VXS thông thường. Ở đây tôi sử dụng băng T120, vậy thì thời gian format sẽ là khoảng 40 phút. Một điều lưu ý rằng chúng ta phải tiến hành format từ điểm đầu đến điểm cuối của băng và không được dừng giữa chừng. Nếu như chúng ta dừng giữa chừng thì sau này khi ghi băng thì là máy chỉ ghi ở cái khoảng nào có time code mà thôi, tức là những khoảng nào đã được format, còn những khoảng chưa format thì là ghi băng sẽ bị lỗi. Ở máy XT20 này chúng ta sẽ format ở định dạng 20 bit. Còn đối với lại máy Blackface 16 bit thì chúng ta cũng làm tương tự. Cũng nhấn nút format. Rồi sau đó là nhấn nút rec và play đồng thời. Sau khi format xong, máy sẽ tự động stop. Bây giờ tôi sẽ tua lại về vị trí 0. Bấm nút rewind. Lúc này băng sẽ tự động tua về. Đoạn lit đầu băng và đoạn data sẽ không sử dụng được. Bởi vậy chúng ta sẽ tua bỏ điều đoạn này. Chúng ta chỉ sử dụng phần thăm có từ 0 trở đi mà thôi. Băng sau khi đã được format chúng ta có thể ghi và phát lại. Giả sử như bây giờ tôi cấp một tín hiệu vào máy nè. Cắm vào CS1 và CS2. Tôi sẽ chọn kênh 1-2 ở mặt trước để máy nhận tín hiệu ở hai cột này. Lúc này thì cột VU này đã chỉ thị mức âm lượng. Để ghi băng tôi sẽ bấm nút Rec và Play đồng thời. Sau khi chúng ta đã format thì ở mode ghi băng này, đèn record này sẽ không còn chớp như trước. Tức là máy đã cho phép ghi băng. Thank you.
Bây giờ tôi sẽ tua lại để kiểm tra tín hiệu. Chúng ta thấy rằng máy này ghi băng rất tốt mà. Ghi và phát lại âm thanh cực kỳ sạch, giống CD vậy. Ở đây là tôi chỉ mới ghi kênh 1-2 mà thôi, chúng ta có thể ghi là từ 1 đến 8, 8 kênh. Đối với những bác nào làm nhạc thì là cái đầu rất là hữu dụng, chúng ta có thể phối hợp với rất nhiều nhạc cụ, có thể là trộn âm, rồi kết hợp với bàn phím MIDI vân vân. Ở đây là cuốn băng mà tôi đã ghi đủ 8 track. Đây chính là một bài nhạc về MIDI. Rồi cứ mỗi kênh như vậy là một nhạc cụ. Vậy hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về định dạng ADAT. Đây chính là đầu cầm 8 track kỹ thuật số, dùng băng SVS để lưu trữ tín hiệu. Máy này cho chất lượng ghi và phát rất tốt. Tuy nhiên, việc khó của nó đó chính là format. Nếu chúng ta nắm rõ được quy trình vận hành của máy này thì đây chính là một chiếc máy rất tuyệt vời. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm nhiều đầu video khác hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.